Chào mừng các quay trở lại kênh của mình. Clip này thì mình sẽ giới thiệu về hai cái bản lậu. À, các bạn có thể tải về và trải nghiệm. Bây giờ thì mình giới thiệu hai bản đó, trong đó thì có một bản thì nó đã quen thuộc rồi. Trước khi vào game thì các bạn sẽ phải đăng ký đó là tài khoản với cả mật khẩu ở trong này. Cái link đăng, đăng ký tài khoản thì ở phần bình luận. Các bạn sẽ đăng ký trước sau đó bắt đầu mới vào game. Ở bản này thì thay đổi thành hình một nhân vật nữ như thế này. Các bạn sẽ được chọn nhân vật nam với cả một nhân vật uh, tự chế. Thì đương nhiên nhìn hình nhân vật này thì kiểu gì cũng chọn nhân vật là uh, Nữ đấy rồi Ở bản này thì không có quảng cáo Các bạn vào game một phát là Sẽ nhận được Đó là kim cương luôn này Mỗi ngày sẽ được 3.000 kim cương Cách nhau thay đổi đó là 30 mảnh bản đăng đỏ Và 3.000 kim cương Như thế này Qua đây Vào bắt đầu thì sẽ có 88 kim à, Mảnh bản đăng đỏ Và 8.888 kim cương Hushifu này Katana này Đây là bản này Qua đăng nhập mỗi ngày thì các bạn sẽ nhận được đó là 3888 kim cương với cả năm cái um, hồi thể lực này và sẽ nhận được đó là cái um, như thế này Móc quà để nhận 580.000 kim cương 2 2888 ảnh và năng vàng này và một cái hộp bảo vật trong này thì có một số vô em được S cộng như thế này để các bạn lựa chọn lúc ban đầu và lên VIP 18 và khi các bạn đã lên được VIP 18 rồi thì ở trong này các cái quà trong này sẽ được cấp đôi. Ví dụ như là vừa rồi được 3.000 thì bây giờ lại sẽ lên nó 6.000 kim cương. Và các bạn sẽ lại chọn đó là Pokemon mà mình yêu thích. Nói chung đây là một bản để trải nghiệm thôi. Nói chung và nó cũng đã ra được 67 server rồi. Chúng ta sẽ cùng lướt qua cái phần Pokédex. Pokédex đây. Cũng có một số Mega Mewtwo X cũng đã có ở bản này này. để Mega Rayquaza nó thay đổi hình ảnh đi. Còn đây là một số ảnh động. Bậc s cộng đây. Mega Gyarados màu đỏ này, shiny này. Garchian này. Shiny Mega Gardevoir nhưng mà là hình ảnh của uh, bản lậu này. Còn đây À, ngựa nước Kendall đây Nhưng mà hình ảnh thì à, cũng bị chế đi Ở trong bản này thì sẽ có một số cái cốt sau Cốt đầu tiên này Sẽ nhận được thêm 180.000 kim cương với 888 mảnh bản năng đỏ khi các bạn lên level cao thì mới mở được cái tính năng đó là Red Draw này Hiện tại đang có chi với cả con Resiram Khi các bạn lên được level cao hơn thì mới mở tính năng đó là war Cái cốt tiếp theo này sẽ nhận được thêm 2.888 mảnh văn và năng vàng nữa. Cái code thứ 3. Nhận được bên 388 888 mảnh văn năng đỏ và 38888 888 kim cương. Cái code thứ 4. Cũng nhận được thêm 7.777 77, kim cương, mảnh văn và năng vàng và đỏ. Và cái code cuối cùng đây. Bạn sẽ nhận được thêm 1.001 mảnh văn năng đỏ với cả vàng 100.000 kim cương. Và cuối cùng khi bạn bắt đầu vào game thì sau khi nhập cốt với cả nhận quà xong thì các bạn đã có 1 triệu kim cương với cả nữa là mảnh văn năng đỏ là 2886, mảnh văn năng vàng đó 7297 để trải nghiệm cái game này. Thì đó chính là bản lậu này. Thì bạn nào mà muốn trải nghiệm bản này các bạn có thể tải về. Bản này thì cũng có dành cho iOS này ở bản này thì các bạn sẽ cần phải lập tài khoản ở trong game luôn. Ở đây là có mục tạo tài khoản này. Ấn vào đây xong rồi các bạn sẽ gõ đó là tên đăng nhập với cả mật khẩu xong rồi ấn ok thế là xong. Tiếp theo là cái bản. Bản này thì bạn các bạn vào sẽ nhận được đó là 15.000 kim cương mỗi ngày này. Tuy nhiên là cũng nhận thư đã. Nhận thư thì các bạn sẽ nhận được lên đó là 50 kim cương và đồng thời cũng sẽ lên viết 18 và sau khi lên viết 18 như vậy rồi thì các bạn sẽ nhận được gấp đôi đó là 30.000 kim cương mỗi ngày. Và đến ngày... Cứ cách 5 ngày thì các bạn sẽ nhận được đó là 5 mảnh của Song Leo. Nhân đôi lên là 10. Thì đây chính là Song Leo. Còn sự kiện đầu giá hiện tại đang đầu giá của con Yamazenta ja này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó qua phần Pokédex ở bản này. Bản này thì một số hình ảnh của Pokemon cũng đã giống như bản kia. Cũng hình ảnh động này này. Hình ảnh này thì giống như bản gốc hơn. Zacian hay là... Kendall ngựa nước 580. Có vẻ như là cũng hình ảnh cũng ổn ổn. Và bản này có một số cái cốt như sau. À trước khi đó nó là quà mỗi ngày, mỗi ngày các bạn sẽ nhận được 20 thẻ quay Red Draw cộng thêm 10 mảnh văn đăng đỏ. Các bạn phải lên level cao thì mở tính năng Red Draw này. Chúng ta sẽ cùng ngó qua các bạn xếp hạng ở trong này. Trong này thì cũng đã có đó là Mega Mewtwo X này Kèm theo skin của một số Pokemon như là Raymond Xong rồi là của TNC này Chung bản này cũng có được một số cái tiến bộ hơn Và bản này thì có một số cái cốt như sau Cái cốt đầu tiên này Bạn sẽ nhận được đó là ra Cốt tiếp theo các bạn sẽ nhận được đó As Pikachu về 22.222 kim cương một đố đi tí, tím và 200 mảnh văn và năng vàng và đỏ không biết là có 44 không nhỉ Hình như là không đúng rồi không có bên đây kỵ số 4 số 4 theo kiểu là tứ tử ấy đi tô vàng 55.555 kim cương à, 55.000 55 kim cương Cuối cùng là lên đít tô đỏ này này 66.666 kim cương Cái cốt tiếp theo Là Victini Có gel ra có Victini 77 Và cái cốt này chắc là 88.888 kim cương rồi Và cuối cùng Cái cốt cuối cùng đây Các bạn sẽ nhận được 99.999 kim cương Cũng thêm theo một bảo vật như này Thì bản này cũng là chơi để trải nghiệm này Thì bạn nào muốn tải hai cái bản này thì các bạn có xem ở phần bình luận ở dưới.